Một câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao cách đây 16 năm khi cái bệnh dịch SARS được là bung ra với cái tỷ lệ là 1/4, 25% người bị nhiễm bệnh, bị chết, và bệnh MERS là 1/3 bị chết. Thì trong thời điểm đó, căn bệnh nó nguy hiểm như vậy nhưng mà thế giới nó không có bị rúng động như lần này với con virus corona. Lý do tại sao? Đó là chủ đề chính của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Và xin chào anh Đỗ Dũng. Xin chào Mai Phạm, kính chào khán giả SPDN. Nói cụ thể hơn nữa là chúng tôi hôm trước có nói về cái siêu vi trùng Vũ Hán có thể ảnh hưởng kinh tế của Mỹ như thế nào. Hôm nay chúng tôi nói một cái đề tài lớn hơn, sẽ ảnh hưởng kinh tế thế giới như thế nào. Nói về kinh tế hôm nay nhé. Mà trong kinh tế thế giới thì ông Mỹ đóng một vai trò cực kỳ lớn, nên kinh tế của Mỹ lớn nhất thế giới. Ảnh hưởng Mỹ thì cũng ảnh hưởng thế giới, và ảnh hưởng thế giới cũng ảnh hưởng Mỹ. Đó. Thì thưa quý vị, các chuyên gia ta đều lo ngại. Chúng ta hy vọng chuyện đó không xảy ra, nhưng mà chúng ta không thể không bỏ qua một bên. Thì cách đây 17 năm, kinh tế thế giới nó chưa có phát triển mạnh như bây giờ. Chẳng hạn như ông Trung Quốc, cách đây 17 năm, cái GDP của ông nó khác, số dân nó khác. Cách đây 17 năm, buôn bán nó chưa có nhộn nhịp như bây giờ. Cách đây 17 năm, mạng xã hội nó chưa có nhộn nhịp như bây giờ. Đó là những lý do tại sao mà chúng ta thấy kinh tế thế giới càng lớn mạnh bao nhiêu, mà đó là ước mong của con người, đúng không? Long, anh cũng muốn là tôi với anh đều làm ăn khấm khá, đúng không? Mà khi với tôi với anh đều làm ăn khấm khá, mà có chuyện gì là tôi với anh bị ảnh hưởng hết. Còn nếu tôi với anh mà nghèo nó khác, đúng không? Làm ăn khấm khá thì cũng cho một số người, nhưng mà đa số chúng ta đều muốn mua hàng giá rẻ. Đó, thì đó, thì nói chung là nó nằm trong cái đó. Tức là khi mà khấm khá do là anh mua hàng giá rẻ nên anh tiết kiệm được tiền, tôi cũng mua hàng giá rẻ cũng tiết kiệm tiền. Ngày xưa tôi với ông Long, ví dụ mỗi ngày mỗi ông làm được 100 đô thôi. Hôm nay mà giả sử như có một cái chuyện gì đó bão tố xảy ra ở miền Nam California, tôi ông Long đi làm hàng mình mất con mỗi thằng con trầm à. Nhưng 17 năm sau tôi với ông Long ngày làm tới 1000 đô luôn. Bữa nay mà bị nữa là mỗi thằng mất 1000 đô. Nó nói vậy để quý vị hiểu. Đi vào vấn đề. Tại sao cái con siêu vi trùng Vũ Hán có thể ảnh hưởng, thưa quý vị? Bây giờ mình lấy một cái ví dụ ra. Ví dụ đầu tiên á, là cho người ta thấy nè, cái GDP của Trung Quốc cách đây 17 năm 2003 nó chỉ có là 1.600 tỷ đô la. Xin ban kỹ thuật cho cái hình đầu tiên, cái hình đây. Bây giờ nó là bao nhiêu? Đây. Đó. Bây giờ chúng ta thấy là 13.600 tỷ đô la là năm 2018 nha. Bây giờ qua 2020 chưa có số mới. 2003 khi cái dịch SARS nó ra, nó là có Trung Quốc cái GDP có 1.600 tỷ đô la. Bây giờ 2008 tức là sau trước đây 2 năm nó là 13.600 tỷ. Đây là nguồn của World Bank, quý vị thấy cái màn hình trên màn hình, quý vị thấy ở dưới bên tay trái. Nguồn của Ngân hàng Thế giới, là thông số Ngân hàng Thế giới. Đó là một con số đầu tiên. Con số cái hình ảnh thứ nhì, xin mời các bạn cho coi. Cái hình ảnh thứ nhì, xuất cảng của Trung Quốc. Xuất cảng của Trung Quốc năm 2003 là 438 tỷ đô la. Anh Tino có thể cho coi cái hình thứ nhì được không? 2018 nó là 2.500 tỷ đô la xuất cảng. Toàn cầu nha quý vị, toàn cầu. Cái hình thứ ba, năm 2003 Trung Quốc không có một tỷ phú nào cả. Bây giờ năm 2019 nó có 324 tỷ phú, mà đứng đầu là ông Jack Ma, đồng sáng lập công ty Alibaba. 324 tỷ phú. Rồi du lịch vào Mỹ, người Trung Hoa. Năm 2003 du lịch vào Mỹ có 157.000 người, 2018 là 2.8 triệu. 2.8 triệu đây là nguồn của văn phòng du lịch quốc gia của Hoa Kỳ. Đã. Ước tính là 2018, 2.8 triệu người. Mà du lịch thế giới thì họ ước tính là 163 triệu người Trung Hoa đi du lịch khắp thế giới. Người Trung Quốc thì chính xác hơn. Trung Hoa thì tính các nước khác. Người Trung Quốc trong năm 2019 là 163 triệu người đi du lịch khắp thế giới.
2018 là 2,8 triệu người du lịch vào Mỹ. Qua một cái hình nữa, bây giờ quý vị thấy Starbucks, công ty Starbucks hồi 2003 có 152 tiệm ở Trung Quốc, bây giờ 2019 là năm ngoái là 4.123 tiệm. Và cách đây vài ngày quý vị biết chúng tôi đưa tin rồi là họ đóng hơn 2.000 tiệm, tức là hơn 50% các tiệm Starbucks ở tại Trung Quốc. Đây là nguồn của công ty Starbucks luôn. Hệ thống khách sạn Marriott Hotel, một trong hệ thống khách sạn nổi tiếng nhất của Mỹ trên thế giới, cái đó thì sau Hilton Thành Long. Năm 2003 chỉ có 39 khách sạn ở tại Trung Quốc, 2019 có 348 khách sạn ở Trung Quốc. Đây là những cái brand name thế giới nhưng mà nó là của Mỹ, đúng không? Của Mỹ làm chủ. Sông bài Las Vegas nổi tiếng của ông Sheldon Anderson, bạn của Tổng thống Donald Trump luôn, tỷ phú nổi tiếng. Năm 2003 ở Macau không có sòng bài nào cả. Doanh số của họ năm 2018 Macau là 3.1 tỷ đô la. À, đưa cho quý vị coi những con số để quý vị biết là nó ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới nếu mà thiếp bị băng hà. Chồng cũng không ăn ngon, ngủ yên được. Thì chưa quý vị, đầu tiên